Khi Tình Yêu Gặp Gỡ Nhà Khoa Học là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Mãi Mãi Là Bao Xa của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Bộ phim xoay quanh mối tình thầy trò giữa Bạch Lăng Lăng, một nghiên cứu sinh khoa học, và Dương Lam Hàng, giáo sư khoa học tài giỏi. Hai người quen biết nhau qua mạng. Dương Lam Hàng ở tận Hoa Kỳ xa xôi, lại vì cô mà trở về nước. Nhưng sau khi trở về, anh lại đối diện với cô trên cương vị một người thầy giáo. Câu chuyện với những tình huống hài hước, chia ly rồi lại tái hợp mang cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Phim lấy nhân vật chính là các nhà khoa học, khắc họa các nhà khoa học dân hiến thanh xuân nhiệt huyết của mình vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đồng thời khắc họa chuyện tình yêu của những nhà khoa học độc thân. Vừa ngọt ngào lại chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc, phim được khởi chiếu ngày 25 tháng 9 năm 2021, trọn bộ 24 tập. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên quen thuộc: Lưu Dĩ Hào vai Dương Lam Hàng, Châu Vũ Đồng vai Bạch Lăng Lăng, Đới Cảnh Diệu vai Âu Dương Y Phàm, Tào Hy Nguyệt vai Quan Tiểu Úc, cùng một số diễn viên khác. Phim phát sóng 2 tập mỗi tối thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai hàng tuần, vào lúc 19 giờ trên iQIYI và Tencent Video. Sound white boy.